Hi, xin chào tất cả người và xin chúc tất cả các bạn có những ngày cuối năm thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Trong video clip lần này thì mình sẽ làm một cái video đặc biệt khi mà các bạn có thể nhìn thấy là có những bộ trang phục nào nhìn thân quen đúng không nào? Một team phó nha anh em ơi, một team phó có những bộ trang phục là Natalia phó nhảy nhí nhảnh, Carisi phó văn nghệ, Tulen phó kỷ luật và Violet phó học tập. Hôm qua thì mình có đọc một cái bình luận ở trên Facebook. Đó là hết phó nhí nhảnh, hết phó nhí nhảnh, phó học tập, phó văn nghệ, giờ đến phó kỷ luật. Thôi vì là má thiên hạ nên ta xúc hết. Đấy là một cái bình luận và làm khiến cho bản thân mình khá là buồn cười và quyết định làm một cái video clip về biệt đội phó, biệt đội phó của Linko Bay. Thế này anh em lại nghĩ bậy, chứ vui là chính thôi nha anh em ơi, vui là chính thôi nên nhớ là điều đó, vui là chính. Bộ trang phục thứ tư của bộ trang phục phó ở trong team phó là bộ trang phục Tulen phó kỷ luật đã ra mắt chính thức ở trong cái gì nhỉ, vé VIP đúng không, đặc quyền VIP gì ấy, mở 90 ngày thì các bạn mới có thể sở hữu được Tulen phó kỷ luật. Bộ trang phục đấy thì không có hiệu kỹ năng, thế nên là mình sẽ không review cho các bạn. Mình định review rồi nhưng mà mỗi tội không có hiệu kỹ năng thì thôi bỏ qua đi. Ok, ngày hôm nay thì hóa thân thành Violet phó học tập. Tết rồi, phó học tập cũng chả là cái đinh gì gì. Không biết là các bạn có sở hữu được hết những bộ trang phục phó này không? Thì bạn hình như là cũng chưa có để ý tới bộ đội hình của team mình thì phải. Thật ra thì mình muốn làm một cái video về một trận đấu danh với team phó, nhưng mà anh em thông cảm giúp mình, nếu mà đánh chắc chắn thua sấp mặt ngay, không phải lúc nào cũng thắng được đâu. Anh em thì nhìn thấy là một cái team phó này là không phải một đội hình chuẩn đâu. Có Violet là xạ thủ nha, có Carisi pháp sư rồi, Natalia cũng là pháp sư rồi, Tulen cũng là pháp sư. Một cái đội hình như thế này không có đỡ đòn thì làm sao mà có thể là leo danh được, là sao mà có thể làm video clip leo danh được. Thế là mình vào một trận đấu thường thôi để có thể làm thực hiện theo yêu cầu của các bạn cũng vậy. Các bạn cũng muốn mình làm ra một cái team phó đấy, cho này cho thêm cả mua Red MTB thần tượng đường và cho đỡ chống trải. Team 5 vui là chính nha anh em nha. Anh em nào không thích thì có thể bỏ qua video clip của mình. Hiện tại thì Violet đi rừng cũng rất bá đạo sau những cái khủng hoảng, ví dụ như là những vị tướng sát thủ bị giảm sức mạnh như là Quinlan thì Violet được chơi nhiều hơn cho trận đấu. Ok, bắt luôn này, mình có chiêu cuối để bắn nát xác phó học tập một phát, có đi học hay không. Ok, một mạng đó. Bây giờ là bắt đầu xua đuổi đối phương. Thanh niên ở trốn học thì mình sẽ bắt trở lại trường hết phó học tập mà anh em. Rất là đáng tiếc những bộ trang phục phó này không có hiệu kỹ năng nha. Nếu các bạn để ý kỹ, mình sẽ lỗi nhầm, có phó nhảy nhí nhảnh có hiệu kỹ năng. Ok, thôi bảo kê tôi cái nào, nó có xi máu một phát nữa thôi chết tôi rồi, không ai bảo kê á, chán luôn rồi, ôi chết rồi, trả thù cho mình. Trong những bộ trang phục này thì mình để ý là có Natalia phó nhảy nhí nhảnh là có hiệu kỹ năng thôi. Nhưng mà mình không biết là Natalia phó nhảy nhí nhảnh có nằm trong học đường hay không, có ở trong nhà trường hay không. Nhiều bạn nói là hiệu phó chụp ảnh nhưng mà mình nghĩ là không phải. Kể cả Tulen phó kỷ luật cũng không hiệu kỹ năng, kèm theo Violet cũng không có luôn nha. Nó chỉ thay đổi về ngoại hình, nó chỉ thay đổi về phong cách ăn mặc thôi. Và mình cũng cảm ơn tới 4 bạn nữa trong cái video clip lần này. Để mà thực hiện được thì mình đã phải đăng bài lên Facebook và tìm những bạn nào có những bộ trang phục rồi mình mời vào trong một trận đấu tạo phòng, rồi vào trong một trận đấu để có thể tạo được ra, chứ còn một mình làm sao mà tạo được. Ok, con rồng hắc ám đầu tiên này. Rồi, combo ăn rồng với Violet cực kỳ đơn giản. Trời ơi, cái thanh niên này. Rồi còn Natalia mình tới luôn. Combo ăn rồng của Violet, chúng ta sử dụng chiêu cuối sử dụng tê tái, một phát thật là không bao giờ bị xịt rồng. Cái chiêu cuối của Violet thời điểm đầu game để cay ăn rồng cực kỳ tốt nha. Nó còn mạnh hơn cả cái tê tái thời điểm đầu game cái con rồng đầu tiên anh em ơi. Cố gắng thịt nốt Violet tiệc bãi biển nào. Violet này thì tiệc bãi biển này, mùa đông thích ăn mặc hở hang à. Mình đã cố gắng ăn chay tích đức rồi, hiển tai thiện tai.
Được chứ, Violet chỉ có Violet phó học tập. Nó mới thật sự là nghiêm túc. Đúng là phó học tập có khác. Khi mà các bạn chơi Violet phó học tập, các bạn lộn lên một phát thì thành một cái cây bút rất to đấy không? Đúng là một cái cây bút rất to nha. Cứ pha một vòng đã, mình pha một vòng đã rồi sau đó có đồ bắn. À, từ 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 đánh nhau, đánh nhau. Đánh nhau là không thể thiếu được phó văn nghệ, à phó học tập rồi. Thôi thôi thôi, ăn tạm là chiêu cuối. Ui giời ơi. Cố gắng bắt luôn Violet rồi. Chết ngay ở trong bụi chuối thế kia, ăn mặc thế kia mà Violet. Violet từ từ mình một lộn nữa là Nacross chết. Nacross chết này. Vừa xong Violet, Violet gì ta? Quên rồi. Violet tiệc bãi biển, chết trong bụi rậm. Trời đất ơi. Thật sự là Violet ra lắm bộ trang phục lắm rồi. Mình phải khẳng định các bạn một điều, nó ra lắm bộ trang phục lắm rồi đấy. Đây rồi, mình sẽ sử dụng một chiêu cuối thôi là chết luôn. Một pha kết thần thành đến từ học tập, phó học tập. Em là em phó học tập, cố gắng ép trụ luôn nha. Mình sẽ không nhây trận đấu này, cố gắng kết thúc trận đấu sớm. Làm team phó nó phải áp đảo trận đấu chứ. Khó chịu quá, dọn hết lính rồi làm sao mà ép được đây, khó nhở. Hy vọng rằng trong tương lai, Liquid Mind của chúng ta sẽ ra mắt thêm một bộ trang phục phó nữa, để có thể tạo ra một team phó. Nhưng mà một team phó thì chắc chắn một điều không thể mang vào đấu danh được. Team phó này team phó trôn game, nó không phải là đội hình chuẩn, không có đỡ đòn, không có đấu sĩ, mà chỉ có xạ thủ và thừa pháp sư. Có một còn thiếu cả sát thủ cơ, làm gì có sát thủ đâu. Cho đó này Murat không phải là phó. Rồi ok, chiêu cuối luôn này lại. Ôi trời ơi, chết nhanh quá. Đứng tất bốc ơi, rất nhanh. Đừng bảo em đẹp, em có quyền. Xinh đẹp thì gặp phó cũng chết ngay. Ok, ép luôn trụ này nha, tranh thủ không có ai ở đây. Ôi, Alice bỏ qua Alice đi, đánh nhà là chủ yếu, bỏ qua Alice. Ăn nhà xong rồi thịt bé Alice sao? Mỹ Duyên nè, con gái đúng không? Tên con gái đúng không? Nào nó cơ động quá, khó bắn lắm. Rồi ép luôn trụ này. Từ từ có Rose, à có Rosie đằng sau. Rosie. Dụ Rosie đây. Một bắn nữa. Ui Rosie gần chết rồi, mình một lộn nữa thôi Rosie chết. Về chưa ta? Chưa về này. Chưa về à. Đây. Nacross vào hình bom ạ. Nacross vào hình bom. Dính đúng chiêu hai của mình là chết rồi. Nát lên trụ nha, đẩy thông luôn đi. Đẩy thông đường giữa luôn. Mỹ Duyên chắc là con gái rồi. Đánh Alice. Có lẽ là mình sẽ không thịt nữa, không thịt Mỹ Duyên.